Nga tiếp tục tạo ra đồ chơi mới, Đức và Pháp manh động khiến hồi chuông cảnh báo hạt nhân vang lên. Vâng, kính thưa quý vị, những động thái quân sự mới đang được cả Nga và phương Tây thực hiện. Một lần nữa, chúng ta sẽ được nghe thấy hồi chuông cảnh báo hạt nhân vang lên. Và không để quý vị chờ đợi lâu, ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Nga tạo ra hệ thống radar phát hiện mục tiêu siêu thanh. TASS đã trích dẫn lời của Đại tá Yevgeny Ponomarenko, Phó Tư lệnh Quân đội Lực lượng Hàng không Vũ trụ chuyên trách về vũ khí cho biết rằng Nga đã chế tạo thành công hệ thống radar có khả năng phát hiện cả máy bay siêu thanh. Việc phát triển một hệ thống như vậy sẽ cung cấp cho nước này những công cụ chất lượng cao để theo dõi các mối đe dọa tiềm ẩn, đặc biệt là trong tình hình hiện nay và sự tiến bộ của công nghệ trong lĩnh vực quân sự. Đại tá Ponomarenko đã nhấn mạnh rằng ưu tiên chính của việc phát triển hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa là cải thiện năng lực phòng vệ không gian. Tàu vũ trụ mới đã được phóng lên và nó có chức năng giám sát tất cả các khu vực có nguy cơ suốt ngày đêm. Từ đó, họ sẽ củng cố an ninh quốc gia của đất nước mình. Ông ấy chia sẻ rằng, tàu vũ trụ này sử dụng các cảm biến để phát hiện những vụ phóng tên lửa và xác định hướng đi của nó. Nếu như nó bay về phía lãnh thổ Nga, thì các radar trên mặt đất sẽ tiến hành theo dõi. Quá trình phối hợp này sẽ là nền tảng và là sự đảm bảo cho thành công của các hệ thống tên lửa. Tiến bộ phòng không này không chỉ cải thiện an ninh của Liên bang Nga mà còn là minh chứng cho sự tiến bộ trong lĩnh vực công nghệ quân sự. Trước những căng thẳng địa chính trị và các mối đe dọa quân sự ngày càng gia tăng, các nước trên thế giới đang tăng cường phát triển năng lực phòng thủ, đặc biệt tập trung vào không gian vũ trụ như là một khu vực chiến lược để đảm bảo an ninh quốc gia. Trong bối cảnh này, vai trò của người Nga một lần nữa lại trở nên đặc biệt quan trọng trên trường quốc tế. Pháp sẽ gửi thêm pháo tự hành SISAT tới Ukraine. Hôm qua thì truyền thông Ukraine đã hồ hởi đăng tin rằng Pháp đang chuẩn bị thực hiện kế hoạch cung cấp cho Ukraine một lô pháo bánh lốp CESA mới. Theo thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng nước này, Sébastien Lecornu, trong chuyến thăm Kiev, dự kiến 6 thiết bị sẽ được bàn giao. Tuy nhiên, thời gian cụ thể và chi tiết của thỏa thuận này thì vẫn được giữ bí mật. Một điều quan trọng cần phải nhấn mạnh đó là Pháp cũng hứa rằng sẽ mở các trung tâm dịch vụ và sản xuất pháo tự hành CESAT ở Ukraine. Điều này sẽ cho phép tiến hành công việc sửa chữa mà không cần phải gửi các thiết bị đó quay trở về Pháp. Nhưng mà tất cả các biện pháp này sẽ chỉ được thực hiện khi mà xung đột đã kết thúc, để tránh nguy cơ các cơ sở mới bị Nga phá hủy. Điều này có nghĩa là những khẩu pháo bị phá hủy sẽ trở thành đống sắt vụn mà phải chờ đợi cho đến khi kết thúc chiến tranh thì mới được sửa chữa. Hôm qua tại chiến trường phía Bắc thì pháo tự hành CESAT của Pháp đã bị trúng đạn pháo dẫn đường ZOF-39 Granospol sau một cuộc đấu pháo. Điều đáng nói ở đây là mặc dù khẩu pháo này đã ẩn nấp trong những tán rừng rậm rạp, ấy thế mà chúng vẫn bị phát hiện bởi các cảm biến laser của quân Nga. Sự thất bại của pháo tự hành của Pháp một lần nữa khẳng định tính hiệu quả của các công nghệ mà người Nga đang áp dụng trên chiến trường. Cho nên việc có nhiều hơn nữa các khẩu pháo tự hành của Pháp tại Ukraine cũng chưa thể nói lên được điều gì. Lính Đức sát sườn Kaliningrad, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã xác nhận rằng Đức có ý định triển khai thường xuyên một lữ đoàn lục quân gồm 4.000 người tới Litva. Tuy nhiên, Bộ trưởng Đức cũng lưu ý rằng việc triển khai lữ đoàn ở Litva đòi hỏi phải có cơ sở hạ tầng phù hợp. Ông ấy cũng nói thêm rằng chính phủ Đức đang phải xem xét khả năng bắt đầu sản xuất đạn dược ở Estonia. Điều cần quan tâm ở đây đó là gần Litva là vùng Kaliningrad của Nga. Sau khi chính quyền Litva phong tỏa khu vực này, thì họ đã tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm trong mối quan hệ với Nga. Bây giờ đây, người Đức lại còn định điều thêm 4.000 quân tới đây. Đương nhiên là người Nga sẽ coi nó là một mối đe dọa trực tiếp với Kaliningrad, cho nên rất dễ hiểu khi Moscow thịnh nộ với động thái của NATO. Không những thế, kênh Telegram Mars cũng đưa tin máy bay NATO còn vi phạm biên giới trên không của Nga trên biển Barents. Theo các nhà báo, đường biên giới này đầu tiên bị một chiếc Boeing RC-135 của Không quân Hoa Kỳ vi phạm. Nó đã bay qua lãnh thổ Nga ít nhất 8 phút ở độ cao 9.600m và sau 1 giờ, nó đã bay cao hơn, đạt độ cao 20.000m. Nó di chuyển dọc biên giới nhiều lần. Tiếp theo đó, NATO đã tiến hành vi phạm lần thứ hai bằng máy bay tuần tra chống tàu ngầm Boeing P-8 Poseidon của Không quân Hoàng gia Na Uy. Nó đã xâm phạm không phận của Nga ở độ cao 8.000m gần đảo Novaya Zemlya trong 20 phút. NATO đã dồn Nga vào một giới hạn của sự chịu đựng. Sự kiên nhẫn của các nhà lãnh đạo Nga tiếp tục bị thách thức và bây giờ đây, người Nga buộc phải chuẩn bị tất cả kịch bản để bắt đầu một cuộc chiến bảo vệ chính mình.
không còn đường lui, Nga chuẩn bị cho cuộc chơi hạt nhân. Tổng thống Putin tuyên bố Nga đã thực hiện thành công cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình hạt nhân thế hệ mới có khả năng bay khắp toàn cầu. Cuộc thử nghiệm thành công cuối cùng của Bulesnik, một tên lửa hành trình có tầm bay khắp toàn cầu mang đầu đạn hạt nhân, động cơ nguyên tử đã được tiến hành. Tổng thống Nga Putin phát biểu trong phiên họp tại câu lạc bộ thảo luận Vandai ở Sochi ngày 5 tháng 10. Chương trình phát triển tên lửa Bulesnik được Tổng thống Putin công bố từ tháng 3 năm 2018. Đây là một phần trong dự án rộng lớn hơn của Nga nhằm phát triển thế hệ tên lửa xuyên lục địa và siêu thanh mới. Trong số đó có tên lửa đạn đạo Kinzhal và phương tiện bay siêu thanh Avangard. Ông Putin từng nói trước Quốc hội Liên bang Nga vào tháng 3 năm 2018 rằng mục tiêu của Nga là đảm bảo sự cân bằng chiến lược trên thế giới trong nhiều thập niên tới, bao gồm cả tên lửa Bulesnik và Samad. Đó là một tên lửa tàng hình bay tầm thấp mang đầu đạn hạt nhân, với tầm bắn gần như không giới hạn, quỹ đạo không thể đoán trước và khả năng vượt qua ranh giới đánh chặn, ông Putin nói. Tuy nhiên, các nhà phân tích phương Tây cho rằng chương trình phát triển siêu tên lửa của Nga đã gặp rắc rối với một số cuộc thử nghiệm thất bại. Vào năm 2019, sáng kiến đe dọa hạt nhân NTI, một nhóm phân tích nguồn mở cho biết tên lửa Bulesnik đã được thử nghiệm 13 lần, trong đó có 2 lần thành công một phần. Giám đốc tình báo quốc phòng Anh Jim Hockenhull từng đưa ra cảnh báo về tên lửa Bulesnik. Moscow đang thử nghiệm tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân với tốc độ cận âm. Tên lửa này có thể bay tới bất cứ điểm nào trên thế giới và có thể tấn công từ những hướng không ngờ tới. Ông Hockenhull nói, quan chức này cho biết tên lửa Bulesnik có thể bay gần như vĩnh viễn nhờ động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân. Ông Hockenhull cảnh báo các siêu vũ khí sẽ giúp Nga tăng cường năng lực răn đe với đối thủ. Bulesnik được mệnh danh là vũ khí bầu trời sụp đổ, NATO định danh là Skyfall, nổi bật với tầm bay không có giới hạn. Tổng thống Putin tuyên bố Bulesnik thách thức mọi hệ thống phòng không hiện tại. Về mặt lý thuyết, tên lửa hành trình Bulesnik có thể hoạt động tàng hình ở tầm thấp và đủ sức xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa trên thế giới hiện nay. CNBC dẫn nguồn tin nắm được báo cáo tình hình báo của Mỹ cho biết siêu tên lửa Nga Bulesnik dường như sẽ đi vào hoạt động vào năm 2025, sớm hơn so với thời gian mà tình báo Mỹ từng dự đoán trước đó. Theo trang mạng Popular Matronics, nếu được đưa vào hoạt động đầy đủ, Nga có thể phóng tên lửa Bulesnik từ lục địa châu Á, lập trình để chúng có thể bay qua Thái Bình Dương, tới gần Nam Mỹ và xâm nhập vào không phận Mỹ từ vịnh Mexico. Nếu được triển khai thành công, tên lửa Bulesnik sẽ là vũ khí chưa từng có tiền lệ. Mục đích của tên lửa này được cho là tương tự tên lửa hành trình hải quân tầm xa Tomahawk của Mỹ. Tuy nhiên, tầm bắn tối đa của Tomahawk chỉ giới hạn ở mức 2.500 km. Động thái bất ngờ của tàu chiến Nga ở Biển Đen. Theo các hình ảnh từ vệ tinh phương Tây cung cấp, các tàu của hạm đội Biển Đen đóng tại Sevastopol đã di chuyển đến Novorossiysk và Feodosia. Hoạt động này được thực hiện trong bối cảnh Crimea luôn có nguy cơ phải hứng chịu mối đe dọa từ tên lửa hành trình Storm Shadow từ Ukraine. Ukraine cho rằng họ đã khiến cho người Nga phải lo sợ, còn phương Tây thì đánh giá rằng hạm đội Biển Đen của Nga bắt đầu rút quân sau khi Kiev thành công với các cuộc tấn công vào tàu Nga và trụ sở hạm đội Biển Đen. Còn giải thích về động thái của quân Nga, hãng tin US Civil Defense đã viết trên mạng xã hội X rằng việc hạm đội Biển Đen di rời các tàu là để chuẩn bị cho cuộc tấn công sắp tới của Nga. Họ muốn giảm khả năng bị NATO tấn công, trả đũa vào Crimea. Ukraine tuyên bố rằng đây là một chiến thắng, nhưng mà trên thực địa thì Nga mới là người chiến thắng. Trước đó thì kênh Cap Coronado cũng đã đăng tải dòng trạng thái rằng mọi cuộc tấn công của Ukraine vào Crimea và Nga đều là cuộc tấn công của NATO. Ukraine chỉ được sử dụng như là lớp vỏ bọc và điều này đáng buồn nhưng là sự thật. Hiện tại thì phía Nga chưa đưa ra bất kỳ một tuyên bố chính thức nào về vấn đề này, nhưng mà giới quan sát vẫn nghiêng về việc Nga đang chuẩn bị cho một hành động đối đầu trực tiếp với NATO. Tuy nhiên, họ sẽ phải cân nhắc rất kỹ lưỡng hành động bởi vì hậu quả của nó là rất nghiêm trọng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại!